Đường chảy mất trời, chảy quá rồi á. Hải ơi, lửa lớn rồi Hải. Em ơi, chảy nè, tiền than rồi nè. Không có gì hết trơn á, cứ nướng bình thường và cái chỗ mình nướng ngoài. Nó không có nướng tiền than mất rồi. Không, nó không có dính tới trong đâu. Nè, thì đúng rồi. Biết rồi, nó không. Nó phải ôm được lâu. Nè, để cho nè, để chồng lên đất. Chút nữa, chút xíu thôi, chút xíu thôi, Hải ơi, chút xíu mà cạo. Mình đừng có cạo, như đó là thấy không? Cạo thử rồi. Nó chín hết mà cạo, được, để em quay cho nướng. Cho nó chín cái củ. Biết rồi, cho cái củ cút nó chín cái đó. Nó đen vậy luôn, xong mình quay lại cái bề này nữa, rồi cho mình cạo đi hết luôn, mình lấy con cá ra. Rồi nhưng mà cái này phải ăn ngay cơ chứ để lâu rồi. Thì đó, ăn ngay là nó mới nóng. Chứ mình để đâu, nó nguội, nó mềm, nó cá, nó không ngon. Thôi, nhưng mà nướng này cô ăn ngay. Cô biết lấy không mà không nướng. Thôi, không sao. Cúng trà. Dạ. Nếu mà nướng nhậu liền nữa thì nó ngon. Ngon lắm. Ừ, thì ngày mai nướng cho anh. Cái lóc chua này nhậu liền ngon lắm. Thôi mình lấy tay gỡ từ miếng qua đó. Trời ơi, ngon ghê à. Có đồng chứ không? Không có trồng cá tự nhiên á. Cá tự nhiên nha. Quay trên club luôn là coi như là YouTube luôn á. Không ngon á, nhìn ngon rồi. Không có, mai mình... là mai có lên YouTube liền. Không, mình thích cái này á. Bây giờ cái này mới thích à. Không, cứ chụm lửa thoải mái đừng sợ, cứ chụm vô thoải mái đừng sợ, đừng để sợ nó khét. Không có khét vô tay, không có khét vô tay. Đưa đây làm cho. Em lấy cái làm. Không có khét vô. Đây. Bò tay ra. Người ta làm cho. Cái này phải để xuống dưới. Này. Người ta có nghe. Úi trời ơi. Cái đây phải để xuống dưới. Ôi tài ơi sao mệt quá công tử bột. Ở đó mặt chỉ tôi. Không có sợ á. Như cá mà cứ sợ. Để ông cào cái này đi. Ừ gần quá. Trời ơi. Ôi da nóng lắm. Như cá mà sợ nó hỏng. Ôi da nóng luôn. Chứ hận thù. Phủ giấy cũng quần lên à. Đó. Không ra là tôi chỉ. Em đi đâu đây nè? Em dân thường nhưng mà dân nó biếu em vẫn dở nhiều. Kệ các bạn kia giờ. Cái gì vậy? Để mình về mình thắp hương cha. Cái này bưng dẹp. Đây đây thắp hương rồi đấy à? Dạ thắp hương rồi mới dám xin tí lòng. Rồi. Để bưng dẹp đâu nè đang. Thôi để rồi. Cứ để tự nhiên đi em. Thôi nhờ tí. Uống cái này phải đem cái ly nhỏ nhỏ ra uống mới được. Cái gì vậy? Đưa bà anh cho mẹ đi. Thôi dọn bớt anh cái. Cái này bỏ ở đây đi. Em ơi, dọn bớt đi. Cái gì? Dọn bớt đi. La xong rồi về lại cười gì. Chứ bây giờ la xong rồi thôi. Cái này nhau mãi rồi. Cái gì thế? Giờ mình qua bên đó mình nhậu đây rồi. Đây mình không? Có ở đây tôi lấy cái phần của nó. Nhớ đồ. Thấy hùng trời. Thôi không dám lạc rộng đâu. Không, này. Cái này nó có 21 năm chứ nhiều. Không, nhưng mà salute này là nó đồ gấu này. Ừ. Nó là 21 năm thôi chứ. Hết luôn. Hết luôn. Bây giờ mua nhà ở Sài Gòn nó bán khoảng 18-20 triệu cho này. Đấy. Nhưng mà nó thấy là nó mới đây là nó ủ 21 năm nay thôi. Chờ bánh mì ra được à. Nở coi chụp hình hoài đi. Em việc điều tiết cái vụ này đi. Thì rót cho uống thôi chứ có gì mà điều tiết. Ờ thì em điều tiết đi. Rót cho thôi. Anh không biết cách để mà. Trời ơi, qua để bán em đi. Để cho anh Hảo, để em dẹp cho anh ngồi đi. Bây giờ qua bán đi. Mình đây rồi. Bóc cái này có gì đâu. Thế rồi bằng đá hả anh Hảo? Ừ, ra một bàn đá đi. Ừ, bàn đá sạch
Ừ, thôi đi mình đi bỏ cái này bỏ đây chỗ nó mát nè. Này bỏ đây. Ừ, ra bàn đá. Rồi vậy đây. Bắt đầu mình quay lại mình nhập tiệc nha. Nay đông đủ mặt mày hết trơn rồi. Ai cũng xinh hết trơn. Rồi nâng ly vô cái coi. Mình nâng ly dài một cái coi. Các bạn dài vậy không thẩm chiều trôi. Hôm nay là sinh nhật của bé Na hả? Lê dây chánh ngồi kìa bạn. Trang ha. Vậy. Vô. Đi ăn chứ. Lấy cái chén là gấp ăn con sò nghêu con sò nè. Chén đâu? Kìa có cái dĩa kìa. Chén là chén dưới nè. Lấy cái gì? Có rồi, lấy mấy con này chín chưa? Con gì? Con đó. Sò lông hả? Ừ. Mấy giờ có chở lại giùm chưa? Có rồi hả con? Có rồi. Chín rồi. Chín đi ăn đi nghe. Chắc lên thêm đi. Để mà lông mà để lên chưa? Cái chín đi. Anh chỉ để con lấy á. Lấy thì còn còn á. Cái đó sò dẹo. Đây cả nhóm đi ăn buffet. Ăn được quá chứ. Cầm lòng không nấu. Của tiệc buffet bữa nay nó đã tàn tiệc rồi. Nhìn cái hỗn chiến đâu? Cái hỗn chiến của tụi mình nè bạn. Đãi hùng luôn. Đó. Nãy thì nó tươm tắt lắm. Và bây giờ thì trời ơi sơ sát ruộng vườn hết trơn rồi. Tan hoang hết trơn.